Và xin chào tất cả mọi người, chúng ta có mặt tại hội trường trong ngày hôm nay. Rất là vui khi gặp lại tất cả quý khách trường, tất cả mọi người chúng ta có mặt tại hội trường để chúc phúc cho cô dâu và chú rể anh Thanh, một người đồng nghiệp của Thái Hòa trong ngày hôm nay. Và đây cũng là một dịp để tất cả những anh em ban nhạc của Nghi Xuân chúng ta nói riêng, cũng như tất cả mọi người chúng ta ở khắp thành phố Vinh hay là ở Hà Tĩnh nói chung, tất cả chúng ta đến đây để hòm họp với nhau, có thể ngồi lại bàn nhau với tất cả những tâm tư tình cảm đó quý vị. Và ở cuối chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là Thái Hòa xin được gửi tới tất cả chúng ta thêm một ca khúc sôi động đi. Và đây là một ca khúc cuối cùng trong ngày hôm nay, thì Thái Hòa sẽ gửi tới tất cả chúng ta thêm một ca khúc được mang tên Dân gian đương đại. Và xin mời tất cả chúng ta cùng nghe ca khúc được mang tên Về ăn cơm. Và xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Chờ cho tim khơi bên cây mất tê già bên bếp lò cơm nấu xong rồi mới đưa về ăn bữa cơm chi quê tôi bao la bao la trăm năm hạnh phúc và bạc đầu tiên viên mãn nghĩa phú thê đúng quý vị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.